đồng hành cùng Học Văn Chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Và tiếp tục này, tiếp tục cái điều hay ho nữa, cái điều làm nên giá trị của chuyện người con gái Nam Xương, điều mà thể hiện được giá trị hiện thực và tư tưởng nhân đạo của tác giả, thì chúng ta phải đến với phần thứ 3, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn tất cả, được không? Phần thứ 3 này được coi là cái phần mà tác giả đã sáng tạo thêm so với cốt truyện Vợ Chàng Trương. Chuyện gốc cổ tích Vợ Chàng Trương chỉ dừng lại ở đoạn này thôi. Chỉ dừng lại ở cái chỗ nỗi oan thất thiết của Vũ Nương thôi. Và sau khi mà Trương Sinh không thể tìm vớt được thây của nàng, buồn bã quay trở về và sống trong cái cảnh mà nuôi con một mình. Thế thì một hôm, Bé Đản cũng là trong cái tình cảnh buổi tối giống như vậy, và bóng của Trương Sinh chiếu lên vách, thì Bé Đản lúc đó đã bất ngờ nói rằng là cha Đản lại đến kìa, đúng không? Lúc đó Bé Đản lại chỉ đến bóng của Trương Sinh ở trên vách và nói là cha Đản lại đến kìa. Thế thì lên lúc đó Trương Sinh mới hiểu được là vợ mình bị oan, đúng không nào? Mình đã nghi oan cho vợ, nhưng mà việc đã chót qua rồi, không thể làm lại gì được nữa. Thì đấy là cốt truyện Vợ Chàng Trương chỉ dừng lại ở đó. Nhưng phần thứ ba này, phần mà Vũ Nương được giải oan. Là phần mà tác giả Nguyễn Dữ sáng tạo thêm. Đấy, được không? Thế nên là nói là Nguyễn Dữ chỉ dựa vào cốt truyện của truyện cổ tích thôi. Nhưng mà trong tất cả những truyện của truyền kỳ Mạn Lục, Nguyễn Dữ đều có sự sáng tạo thêm. Thêm vào những gì? Thêm vào yếu tố kỳ ảo này, thêm vào lời thoại này, để tạo ra một cái kết phần nào có hậu, để thể hiện được tư tưởng nghệ thuật của tác giả. Được không? Ok chưa? Thế thì trong cái phần hóa giải nỗi oan này nhá, chúng ta lại chia ra thành hai phần nhỏ. Phần A nhỏ, đó chính là cuộc gặp gỡ giữa Vũ Nương và Phan Lang. Thì ở đây, để mà hợp thức hóa cái việc mà Vũ Nương được cứu ấy, thì các bạn có thấy là trong cái lời thề của Vũ Nương đối với trời không? Trong lời thề của Vũ Nương đối với trời nhá là gì? Là thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch nghìn lòng, vào nước xin làm ngọc mỹ nương. Đúng không nào? Được không? Xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ. Tức nghĩa là đúng theo lời thề của Vũ Nương. Đúng là Vũ Nương đoan trang giữ tiết, thế nên mới được Linh Phi và các nàng tiên thương tình rẽ một đường nước cứu sống. Đúng không? Ok chưa? Chứ không phải là tự dưng tác giả cho là ở đây tất cả mọi người đều hiểu được Vũ Nương và những nàng tiên đã cứu Vũ Nương như vậy. Mà không, tất cả đều có một sự logic nhá, đều có cơ sở cả đấy. Được không? Đều có cơ sở cả đấy. Việc mà Vũ Nương còn sống ấy để mà gặp lại Phan Lang ở dưới thủy cung đều có cơ sở cả. Đó, ok chưa? Thế nên sự sáng tạo của Nguyễn Dữ là vô cùng chặt chẽ đấy nhá. Đúng không? Là vô cùng chặt chẽ, xuất phát từ chính cái lời thề của Vũ Nương. Và đúng như cái lời thề đó thì nàng đã được cứu sống bởi vì nàng trong sạch mà. Đúng không nào? Bởi vì nàng trong sạch. Đó, thì xuất phát từ cái cơ sở đấy thì tác giả đã xây dựng một cuộc gặp mặt giữa Phan Lang và Vũ Nương ở động của Linh Phi. Phan Lang là ai? Phan Lang là người mà đã từng có ơn đức với cả Linh Phi, đã một lần cứu Linh Phi, và bây giờ là lúc mà Linh Phi đã trả ơn cho Phan Lang. Đúng không nào? Ok chưa? Nhưng mà ở đây chị lại muốn nói thêm. Này, kết thúc cái phần này, các bạn có thấy là toàn bộ cái đoạn này nhá, là tác giả Nguyễn Dữ đưa vào yếu tố kỳ ảo. Thế nhưng yếu tố kỳ ảo lại được đan xen với những chi tiết rất thực. Rất thực về cái gì? Rất thực về năm đó. Đây, cuối thời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể, không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thây của Phan Lang dạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng, đúng không? Ok chưa? Thế nên cái việc mà cứ đan xen chi tiết kỳ ảo với những cái yếu tố rất thực về mặt thời gian, về mặt không gian lịch sử như thế này đã giúp cho chúng ta rất dễ dàng chấp nhận những cái yếu tố kỳ ảo đấy, đúng không? Tin rằng đó là thật luôn ấy. Đúng không nào? Tin rằng đó là thật. Thế là đem thêm cái tính chân thực cho những yếu tố kỳ ảo. Rõ ràng yếu tố kỳ ảo là điều mà tác giả tự nghĩ ra, tưởng tượng ra. Cái việc mà có thần linh cứu giúp thì làm gì có ở trong đời sống thực. Thế nhưng những chi tiết ấy lại được đan cài cùng với những chi tiết rất thực về mặt thời gian lịch sử này, không gian lịch sử, bối cảnh sống lúc bấy giờ này. Rất khớp luôn, đúng không? Rất khớp luôn. Phan Lang khi mà bị rơi vào cái tình cảnh là suýt bỏ mạng là cũng bởi vì là cái hoàn cảnh lịch sử như thế, đúng chưa? Và đấy mới là dịp để cho Linh Phi trả ơn cho Phan Lang và có được cuộc gặp gỡ của Phan Lang dưới động rùa với cả Vũ Nương. Đúng không? Ok chưa? Nhớ, rất là hợp tình hợp lý, rất là logic và rất là chân thực khéo léo ở cái phần đó. Đấy, chị nói thêm như vậy để các bạn nắm được nhá. Đấy cũng là một trong những cái đặc sắc trong việc mà xây dựng và thực và thể hiện những cái yếu tố kỳ ảo trong chuyện Người Con Gái Nam Xương.
được không nào? Ok chưa? Các bạn hiểu được chưa? Thế thì ở đây, trong cái cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta sẽ cùng với nhau đi phân tích cái lời nói của Vũ Nương đối với Phan Lang nhé. Tiếp tục là lời thoại của Vũ Nương này. Để xem những lời nói ấy thì thể hiện điều gì. Nhiều bạn thì sẽ không quan tâm phần này đâu, nhưng có rất là nhiều những cái hay mà ta có thể khai thác được. Và như chị đã nói thì đây là những phần kiến thức cặn kẽ nhất, nên sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì cả. Các bạn cố gắng tập trung vào đây cùng với chị nhé. Cố gắng tập trung vào đây cùng với chị. Vừa nãy thấy 58 bạn mà bây giờ còn có 51 bạn thôi này. Không biết đi đâu hết rồi. Các em có xem có hiểu không đấy? Có hiểu không nào? Ok chưa? Các bạn xem có hiểu vấn đề không? Được không, được không? Cái phần này chị viết rất vắn tắt bởi vì là thực tế thì chị đã gửi tài liệu cho các em rồi. Và nếu bạn nào nhanh thì các bạn đã in được tài liệu ra rồi và chỉ việc nhìn vào tài liệu nghe chị giảng thôi là có thể hiểu. Đúng không? Ok chưa? Còn nếu như bạn nào chăm chỉ hơn nữa, chúng mình sẽ tự ghi chép lại bằng cái việc là tự ghi lại những cái lời mà chị giảng nếu như các bạn cảm thấy tâm đắc. Nhớ không, nhớ không? Nhá, thế thì ở đây chúng ta phân tích những lời nói của Vũ Nương với cả Phan Lang này. Hay, phân tích những lời nói của Vũ Nương với Phan Lang nhá. Cuộc gặp gỡ giữa Vũ Nương và Phan Lang sẽ có rất nhiều điều để ta khai thác được. Đây. Đây nhá, đoạn này. Khi mà gặp Phan Lang ý, thì Vũ Nương đã nói là tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã quen nhau rồi ư. Bấy giờ Phan mới nhận ra đích thị người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Thì nàng nói này, cái lời nói đầu tiên nhá. Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Được không? Trong cái lời nói một này, được không nào? Lời nói đầu tiên, lời một nhá, chỉ ghi là lời một. Ok chưa? Chúng ta sẽ thấy được cái điều gì? Trước tiên này, tôi ngày trước không may bị người ta vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Thì đây vẫn là một cái điều mà cho thấy là Vũ Nương vẫn tin là mình trong sạch, không may bị người ta vu oan, đúng không? Tức nghĩa là cái việc mà Vũ Nương xuất hiện ở đây, cái việc mà Vũ Nương được cứu hay là việc mà Vũ Nương tự tử các thứ, thì đấy đều là bị vu oan, chứ không phải là sự thật, đúng không? Vẫn tin vào cái sự trong sạch của mình, đấy là điều đầu tiên, tin vào sự trong sạch của mình. Đúng chưa? Ok chưa? Vẫn luôn tin vào sự trong sạch của mình nhá. Khi ấy thì Vũ Nương chưa hề biết là ở trên trần gian thì Trương Sinh đã hiểu được là Vũ Nương bị oan rồi. Vũ Nương chưa hề biết điều đó. Thế nhưng mà Vũ Nương vẫn luôn tin rằng là mình bị oan, đúng không? Ok chưa? Vũ Nương vẫn luôn tin rằng là mình bị oan, tin vào phẩm giá của mình. Đó lại là một cái biểu hiện cho việc ý thức rất cao về danh dự của bản thân người phụ nữ. Tiếp theo này, tiếp theo, các bạn có thấy là chỉ trong một câu nói thôi, Vũ Nương đã kể lại toàn bộ những cái oan khuất, biết bao nhiêu đắng cay tủi cực, giống như là trải qua một cuộc bể dâu vậy, đúng không? Đây là cả một nỗi bất hạnh của Vũ Nương đấy. Nhưng các em thấy nàng kể lại như thế nào? Rất là bình thản với một cái giọng điệu rất là bình tĩnh. Đây, và thứ hai nữa là gì? Là không nhắc trực tiếp đến Trương Sinh, không phải là tôi ngày trước bị chồng là Trương Sinh vu oan, đúng không? Mà nàng chỉ nói là bị người ta vu oan thôi, bị người vu oan, không nói rõ, đúng không nào? Không nói trực tiếp là Trương Sinh. Rồi là cái thái độ khi nói rất là bình tĩnh, rất là bình thản, không có bất cứ một cái lời trách móc, không có bất cứ một cái sự oán thán nào ở đây, đúng không? Không có một sự oán thán nào ở đây thì chứng tỏ là từ trong thâm tâm Vũ Nương cũng đã hiểu và Vũ Nương cũng đã tha thứ cho Trương Sinh rồi. Chứ nếu như bình thường nhá, nếu như theo cái logic bình thường ấy, thì khi gặp được người làng ở đây, khi mà vẫn luôn nghĩ mình bị oan thì đáng ra Vũ Nương sẽ gọi là kiểu như là kể lại tất cả trong cái sự phẫn uất, đúng không? Trong cái sự phẫn uất rằng là ôi dồi ôi, ông không biết thì thôi, tôi bị chồng của tôi này nghi oan mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi đã phải chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Đáng ra thì cái lời nói này sẽ là cái lời nói đầy cái sự phẫn uất của Vũ Nương, đúng không? Bởi vì rõ ràng nàng bị oan. Thế nhưng mà ở đây ta lại thấy được một cái điều rất là đáng quý và không phải ai cũng có được. Người phụ nữ sẽ rất khó có được. Một người phụ nữ như Vũ Nương trải qua bao cái tủi cực đắng cay, thậm chí là đã phải chọn cái chết, tức nghĩa là đã phải đối diện với cái chết rồi. Nhưng khi kể lại tất cả những điều đó, lại kể lại bằng một giọng điệu rất bình thản. Khi mà con người ta kể lại những đắng cay trong cuộc đời của mình bằng một sự bình thản nhẹ nhàng như vậy, thì đó là một cái biểu hiện rất cao của cái việc gì? Của cái tinh thần như thế nào? Các em có thấy không? Các bạn có cảm nhận được cái điều đấy không?
Kiểu như là như thế này nhá, chị lấy ví dụ như thế này để các bạn hiểu rõ hơn này. Khi mà bây giờ đi, khi mà năm lớp 9 đi, các bạn bị điểm kém, lúc đấy các bạn coi cái việc đấy nó quan trọng lắm. Nó thật sự là một cái cú sốc đối với bản thân mình. Một cái điểm kém khi chúng mình lên 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 bảng kiểm tra bài cũ đi chẳng hạn, đúng không? Chúng ta cảm thấy rất là xấu hổ này, chúng ta cảm thấy đó nó như là một cái vết nhơ trong cái sự nghiệp học hành của mình vậy. Thế nhưng mà xong rồi đến lúc các bạn lên đại học đi thì các bạn coi cái việc đấy nó rất là bình thường thôi. Ôi giời, ngày xưa thì điểm kém cũng bình thường thôi mà. Đấy, kiểu như thế. Thì ở đây Vũ Nương là Vũ Nương kể về cái sự phẫn uất, kể về cái nỗi oan của mình, kể về nỗi oan khiên tày đình của mình, đúng không? Ok chưa? Kể về những tủi cực đắng cay của mình, nhưng bằng một cái giọng điệu rất bình thản thôi, rất là bình tĩnh thôi. Thì cái sự bình tĩnh đó là một sự bình tĩnh của một con người như thế nào? Đầy cái sự vị tha, đúng không? Đầy cái sự vị tha, không một chút trách cứ hay là không một chút gọi là phẫn uất gì ở đây cả. Nàng coi mình là một nạn nhân, đúng không? Để rồi coi rằng việc còn được sống là một điều may mắn. Đây này, các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Cái điều này nó đáng quý lắm. Đến cả một người sâu sắc như là Thúy Kiều đi, sâu sắc tinh anh như là Thúy Kiều đi, khi mà gặp bao cái cuộc bể dâu như vậy, khi mà được báo ân báo oán thì cũng rất khó giữ được một cái sự bình tĩnh và vị tha như vậy, đúng không? Nàng rằng là khi mà gặp lại Thúc Sinh nhá, Thúc Sinh và Hoạn Thư là vợ của Thúc Sinh, đã trừng trị này, đã đánh ghen Thúy Kiều, đã khiến cho Thúy Kiều chịu bao nhiêu là nỗi đau. Thế thì khi mà Thúy Kiều được trả, được báo ân báo oán đi, thì cái giọng điệu của Thúy Kiều, Nguyễn Du cũng đã miêu tả như thế này nhá. Khi mà gặp Thúc Sinh ý, thì là gì? Nghĩa nặng tình non, lâm chi người cũ chẳng còn, chàng còn nhớ không? Xâm thương chẳng vẹn chữ lòng, tại ai há dám phụ lòng cổ nhân? Đúng không? Ok chưa? Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân, tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là. Đấy, báo ân cho Thúc Sinh. Thế nhưng mà sang đến Hoạn Thư phát nhá, ngay lập tức này, vợ chàng quỷ quái tinh ma, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau, kiến bò miệng chén chưa lâu, mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa. Đấy, một cái người mà rất là tinh anh, rất là sâu sắc như Thúy Kiều cũng khó lòng giữ được cái bình tĩnh khi mà được nói lại những cái đau đớn tủi cực của mình. Mặc dù là về sau nàng cũng vẫn rất là vị tha, cũng không phải là trừng trị ở Hoạn Thư, vẫn tha cho Hoạn Thư. Thế nhưng mà ngay cái lúc mà được nói lại, đúng không nào, ngay cái lúc mà được cái dịp nói lại về cái tủi cực đau khổ của bản thân mình, thì nàng Kiều cũng khó lòng giữ được bình tĩnh. Nhưng ở đây Vũ Nương lại có được một cái sự bình tĩnh rất đáng quý ấy, đúng không nhá? Ok chưa? Chỉ một lời nói thôi, nhưng chúng ta thấy được ở một người phụ nữ như thế nào, rất sâu sắc, rất rất là sâu sắc luôn. Ok chưa? Đấy là lời nói đầu tiên nhá, được không nào? Nhá, đấy là lời nói đầu tiên. Tiếp tục này, lời nói thứ hai. Thế thì khi mà nghe Vũ Nương nói như vậy thì Phan Lang có nói rằng là gì? Phan Lang có nhắc nhớ để mà khuyên nàng là nghĩ về quê hương, nghĩ về gia đình, nghĩ về chồng con, đúng không? Đây, nương tử nghĩa khác tào Nga, hờn không tinh vệ mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương. Đây này, nương tử ở đây chính là chỉ Vũ Nương nhá. Nghĩa khác tào Nga tức nghĩa là gì? Là cái nỗi oan, là Phan Lang hiểu là Vũ Nương bị oan, chứ không phải là giống như việc tào Nga hay là không là tinh vệ, đúng không? Đây là những cái điển tích các bạn có thể xem ở cái phần chú thích sách giáo khoa để hiểu được. Tức nghĩa là Phan Lang mong muốn là nhắc nhớ về tình cảm với quê hương, về gia đình, với chồng con, để mong là để khuyên Vũ Nương quay trở về. Thì lúc ấy Vũ Nương lại nói rằng là gì? Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa. Được không? Thì lời nói thứ hai này cũng là một lời nói cho thấy được cái ý thức rất là tốt, cái ý thức của Vũ Nương về phẩm hạnh của mình, quyết là có thể ở lại ở đây, đúng không nào? Quyết là không trở lại quê hương khi mà việc trở lại đó mà phải chịu những cái nỗi oan, đúng không? Ok chưa? Khi mà trở lại mà vẫn bị chồng ruồng rẫy thì nàng nhất quyết không trở lại. Đấy, đấy là lời nói thứ hai. Còn lời nói thứ ba này, lời nói thứ ba. Khi mà Vũ Nương nói như vậy rồi thì Phan Lang vẫn tiếp tục khuyên răn, đúng không? Phan Lang vẫn tiếp tục khuyên nhủ là nhà cửa của tiên nhân, của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân nương tử đây, đúng không nào? Phần mộ của tiên nhân của nương tử cỏ dợp gai mắt, nương tử dù không nghĩ đến nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao? Tức nghĩa là gợi nhắc về nghĩa tình vợ chồng. Đây này, tiên nhân và nương tử
nhắc về Trương Sinh và Vũ Nương nhá, được không? Thì đến lúc ấy Vũ Nương đã không thể kìm lòng được, đã ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Vả chăng ngựa hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cảnh nam, cảm vì nỗi ấy tôi tất phải tìm về có ngày. Trong cái lời nói thứ ba này, được không? Trong cái lời nói thứ ba thì Vũ Nương thể hiện điều gì? Thứ nhất là Vũ Nương vẫn mang trong mình một cái mong muốn là có một cái sự thừa nhận, được không? Nhá, có một cái sự thừa nhận bởi chính cái người đã vu oan cho nàng. Nàng bày tỏ cái nỗi mong muốn, cái nỗi khát vọng được sự chứng nhận trong sạch từ chính Trương Sinh, đúng không? Đây này, đây nhá, có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa, đúng không? Tôi tất phải tìm về có ngày. Đấy, đầu tiên là mong muốn là có được sự chứng nhận từ chính người đã vu oan cho nàng. Thì chỉ có điều đó thì mới có thể chứng minh được sự trong sạch của nàng, mới có thể hoàn toàn chứng minh được sự trong sạch của nàng, đúng không? Chứ kể cả là tất cả mọi người nỗ lực ra sao, hiểu thấu ra sao mà chồng của nàng không chấp nhận ý, thì đó vẫn là một cái nỗi oan, đúng không? Vẫn là một cái tiếng nhúc nho thôi. Thế nên để Vũ Nương hiểu được điều đó nên nàng chỉ mong muốn là có một sự chứng nhận của chính cái người đã vu oan cho nàng mà thôi. Và cái thứ hai nữa, nàng cũng là một người rất là trọng tình trọng nghĩa, nghĩ đến quê hương, nghĩ đến gia đình, đúng không? Không khỏi nhớ về quê hương và gia đình. Thế nên là ngựa hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cảnh nam, thì nàng cảm vì nỗi ấy chắc chắn sẽ tìm về, quyết định là tìm về. Đấy, ok chưa? Đấy chính là toàn bộ cái cuộc hội thoại, cuộc đối thoại giữa cả Vũ Nương và Phan Lang. Qua đó ta lại thấy càng hoàn thiện hơn vẻ đẹp của Vũ Nương, được không nào? Trong đó cái lời nói thứ hai này này, à đâu, trong cái lời nói đầu tiên này này, có rất nhiều điều để ta có thể khai thác. Ok chưa nào? Được không các em? Ok chưa? Chị nói có nhanh quá không? Chị nói có nhanh quá không? Các bạn có theo kịp không nào? Nhá. Đấy, cái lời nói của Vũ Nương với cả Phan Lang có nhiều điều để ta phân tích lắm, chứ không phải chỉ là một cái cuộc hội ngộ của hai người cùng làng đâu. Được chưa? Được chưa nào? Đấy nhá. Và sau khi nói chuyện như vậy rồi, sau khi mà Vũ Nương quyết định là sẽ có ngày trở về rồi, thì đây, khi mà Phan Lang được Linh Phi giúp đỡ trở về, thì nhân cái cơ hội đó, Vũ Nương đã gửi chiếc hoa vàng. Cái chiếc hoa vàng này giống như là chiếc châm cài tóc ý, nhá. Gửi cái chiếc châm cài tóc chỉ có của Vũ Nương thôi, để nhờ Phan Lang mang về và đưa cho Trương Sinh, cùng với lời dặn dò này, nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Đấy, và như thế tiếp nối với cả những cái yếu tố kỳ ảo thì Phan Lang được quay trở về và đem cái chuyện đó kể với cả Trương Sinh. Ban đầu thì Trương Sinh rất khó tin, thế nhưng mà nhìn thấy chiếc hoa vàng của vợ thì đã tin rằng đó là sự thật, và chàng cũng đã quyết định lập một đàn giải oan ở trên bến Hoàng Giang. Đây. Đây nhá, lập một đàn chàng 3 ngày 3 đêm. Đây, 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau đến 50 chiếc xe cờ tán võng lọng, rực rỡ đầy sông lúc ẩn lúc hiện. Cho đến cuối tác phẩm, tác giả lại giống như là vẽ lên trước mắt chúng ta một cái khung cảnh đầy lung linh huyền ảo, đúng không? Bởi chính cái sự tưởng tượng và những chi tiết kỳ ảo của tác giả. Phần B nhỏ, đó chính là Vũ Nương được giải oan, cũng chính là cái kết của câu chuyện này, được không nào? Vũ Nương được giải oan, cái kết của câu chuyện này các em nhá. Thì ở đây, sau khi Phan Lang về và sau khi mà Trương Sinh lập đàn giải oan như vậy, thì chúng ta hãy có cái sự nhận xét đối với cả cái khung cảnh mà Vũ Nương quay trở về, hiện về lung linh huyền ảo. Đây này, đây nhá, Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau là đến 50 chiếc xe cờ tán võng lọc, rực rỡ đầy sông, nhưng mà là lúc ẩn lúc hiện. Đấy, được không? Thì ở đây yếu tố kỳ ảo vừa giúp cho cái câu chuyện đem đến một cái không khí như thế nào? Đem đến một cái không khí lung linh huyền ảo, đúng chưa? Không khí huyền ảo này, thêm phần hấp dẫn cho câu chuyện này. Nhưng cái yếu tố lung linh huyền ảo đấy cũng không quên đi cái việc là Vũ Nương chỉ có thể hiện về trong chốc lát thôi. Trong chốc lát và lại còn lúc ẩn lúc hiện, chứ không hề rõ ràng được đâu. Không hề rõ ràng được đâu. Và lý do tại sao này, thì ở đây Vũ Nương trong cái lời nói của mình, chúng ta đã thấy cái lời từ biệt của Vũ Nương nhá. Lời từ biệt này: thiếp cả
cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiết chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Thứ nhất là Vũ Nương đã được giải oan, đúng không? Đã được giải oan, đã được chứng minh rằng là nàng trong sạch. Cái việc đó đã được chứng minh qua cái đàn chàng giải oan mà chính Trương Sinh đã lập ra cho nàng. Thế nhưng mà trong câu nói của Vũ Nương này, ở đây nhá, đầu tiên thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ, tức nghĩa là thể hiện là nàng rất là trọng tình trọng nghĩa, đúng không? Ok chưa? Câu nói cho thấy là dù ở trong hoàn cảnh nào thì Vũ Nương vẫn là một con người giàu ân nghĩa thủy chung. Ân nghĩa thủy chung với cả Linh Phi, người đã cứu mang nàng, đã cứu nàng thoát chết, đúng không? Nhưng cũng là ân nghĩa thủy chung với cả Trương Sinh. Đó, thế nên mới quyết định là quay trở lại để cho Trương Sinh cũng phần nào bớt đi cái sự ăn năn, đúng không? Trương Sinh cũng dằn vặt và ăn năn nhiều lắm chứ. Đâu có lấy vợ hai đâu, vẫn một mình nuôi con mà, đúng không? Ok chưa? Nhá, một người trọng tình trọng nghĩa. Được không nào? Nhá, và cái sự trọng tình trọng nghĩa này cũng chính là một biểu hiện của sự thủy chung, biểu hiện của cái gì? Biểu hiện của phẩm giá nhá. Vũ Nương trân trọng tình nghĩa với người khác nhưng cũng chính là trân trọng cái phẩm giá và danh dự của chính mình. Đối với nàng thì cái phẩm giá còn quan trọng hơn cả sinh mệnh, thiêng liêng hơn cả khát vọng trở về nhân gian, đúng không? Nếu như mà nàng cứ như vậy quay trở về thì chứng tỏ là một người đã bội tình bội nghĩa với cả Linh Phi, đã không báo đáp được ơn nghĩa của người đã cứu mang mình lúc mà mình đối diện với cái chết, đúng không nào? Ok chưa? Nhá, và cái thứ hai nữa, khi nàng quay trở về thì vẫn là một người phụ nữ đã từng bị chồng nghĩ rằng là có chuyện hư thân mất nết, đúng không? Đã bị ảnh hưởng về mặt phẩm giá rồi, thế nên cuối cùng là Vũ Nương không thể trở về được nữa. Đấy, ok chưa? Nhá, thế nên đấy vẫn là một cái biểu hiện của việc trân trọng phẩm giá của bản thân. Và Kem ơi, hãy nhớ rằng là nhá, hãy nhớ rằng là nếu như mà các bạn có hóa thân vào Vũ Nương để kể lại câu chuyện thì hãy nhớ là thể hiện ra làm sao để cho thấy được suy nghĩ của Vũ Nương, chứ đừng bạn nào nói rằng là ở đây Vũ Nương giận dỗi Trương Sinh, quyết định khiến cho Trương Sinh phải mãi mãi day dứt, thế nên nàng không thèm quay trở về nữa. Không phải như vậy, được không nào? Không phải như vậy đâu, mà ở đây là Vũ Nương cuối cùng vẫn chọn là cách tôn trọng và trân trọng những người đã giúp đỡ cho mình. Cái thứ hai nữa là trân trọng phẩm giá của chính bản thân mình, được không? Còn trong cái lời nói của nàng không còn một chút gì gọi là uất hận đối với cả Trương Sinh đâu. Đa tạ tình chàng mà, đúng không? Ok chưa? Cảm tạ tình chàng vẫn rất là vẹn nguyên về mặt tình nghĩa. Đấy, ok chưa? Đấy nhá, thì đấy chính là cái kết của chuyện này. Thì chúng ta thấy yếu tố kỳ ảo đã đem đến một cái kết phần nào có hậu thôi, nhưng mà vẫn không thể khỏa lấp tất cả. Cái kết này vẫn khiến cho tất cả chúng ta có chút tiếc nuối, đúng không? Vũ Nương mãi mãi không thể trở về cuộc sống hạnh phúc như nàng mong muốn, mặc dù nàng chẳng làm gì sai, đúng không? Mặc dù nàng hội tụ tất cả vẻ đẹp cần có của một người phụ nữ, thế nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không được sống trong một cuộc sống giản dị, hạnh phúc sum vầy như nàng mong muốn, đúng không nào? Thế rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất, mãi mãi không thể trở lại. Vậy là nỗi đau thì vẫn còn đó. Vũ Nương mãi mãi không được đoàn tụ với gia đình của mình. Bé Đản thì mãi mãi mất đi người mẹ, đúng không? Trương Sinh thì mãi mãi mất đi người vợ, chỉ bởi cái hành động nóng nảy và áp đặt của mình. Đó, thì đấy chính là chuyện người con gái Nam Xương mà chúng ta vừa mới tìm hiểu xong, được không? Ở trong phần hóa giải nỗi oan này, có thể thấy là tác giả đã một lần nữa ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ, và đặc biệt là ông đã bày tỏ sự cảm thông đối với sự bất hạnh oan trái mà người phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội xưa, đồng thời cũng kín đáo gửi gắm khát vọng hóa giải những nỗi bất công oan trái ấy thông qua những chi tiết kỳ ảo. Chi tiết kỳ ảo là một sự dụng công sáng tạo của tác giả Nguyễn Dữ, mong sao là có thể nói lên được và giúp cho cái số phận của người phụ nữ nó bớt đi những cái bất hạnh oan trái đi, đúng không? Cởi bỏ những cái mối nghi ngờ đi, cởi bỏ những cái sự bất công đi. Nhưng mà nó cũng là một cái nỗ lực và không thể nào vượt qua được cái sự hà khắc của chế độ phong kiến. Ok chưa nào? Nhá, được không, được không? Và cuối cùng, đó chính là giá trị nhân đạo, giá trị hiện thực của tác phẩm mà chúng ta nhìn thấy được ở việc tác giả đã lên án xã hội phong kiến này, lên án chiến tranh phi nghĩa đã khiến cho con người phải chịu cái số phận bất hạnh như thế, đúng không? Ok chưa? Vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong được về chuyện người con gái Nam Xương đấy.
đồng hành cùng học văn chị Hiên trong các khóa học khối trung học cơ sở để chinh phục 8+ trong mọi kỳ thi các em nhé.